Quả thật là cô quá to gan. Từ trước đến giờ ta chưa từng bị hạ gục. Cô có tư cách gì mà đến đây khiêu chiến với tôi? Ta đã nghe danh của anh từ lâu. Và anh cũng là một người rất khó tìm. Nhưng cuối cùng anh cũng đã chịu chấp nhận lời khiêu chiến của ta. Tôi là võ sư, nhưng mà không phải ai tôi cũng nhận lời khiêu chiến. Chỉ có những người mà võ công thường thường như cô mới đủ tư cách đấu với tôi. Vậy là anh cũng đã nghe danh tiếng của tôi rồi à? Đúng vậy, tôi là quán quân vô địch ở Chợ Lớn. Được, để coi cô còn vô địch được bao lâu. Yeah. Chưa từng bị đá vô mặt mà sung sướng vậy. Cao thủ võ lâm Ryu chỉ có nhiêu đó thôi sao? Anh có nhiều chiêu lắm, nhưng mà cái chiêu đánh em á là anh không muốn làm. Đứng dậy đánh tiếp. Không, đỡ anh vậy đi. Anh đừng có chơi trò bí ổ đó với tôi nha. Em đánh cho anh té mà em không có xin lỗi. Em đúng là có cá tánh. Thôi đi, qua đây đỡ anh vậy đi cưng. Đứng dậy đánh tiếp. Không đỡ, không đánh. Nè. Tay võ sư mềm thiệt. Tay tốt, tay tốt. Người dê sòm, chính ra. Anh không phải là người dê sòm. Anh chỉ là một người ngưỡng mộ sắc đẹp của em. Chủ nhật này em rảnh không? Mình cùng đi ăn. Người đừng có coi thường chị em phụ nữ của ta. Mọi người không thèm đánh nha. Người ta nói không đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cánh hoa. Người ta nói là chân của chân ly to và khỏe, đá ăn cái là chết người. Dạ, tôi sẽ đánh cho người chết. Theo anh thấy á, là bắt đùi bự thường đi với cái vòng ba rất to. Tại sao vậy hả? Tại sao ngươi chấp nhận lời thách đấu của ta mà ngươi không chịu đánh vậy hả? Nếu cái lá thư khiêu chiến đã có hình của em, là hôm nay anh đã bận đồ đẹp để gặp em, chứ không có bận đồ rách rưới như vậy đâu. Bây giờ tôi hỏi anh có đánh nữa hay không? Em muốn đánh thì đánh, nhưng mà lát em đánh mệt, mình nói chuyện tiếp nha. Dạ. Dạ. Em đã đánh mệt chưa? Nếu mệt rồi mình đi ăn cơm nha. Anh biết cái chỗ này bán cơm gà rất ngon. Sao anh không đánh trả vậy hả? Anh đã phát hiện được một điều. Anh đã yêu em. Thôi được rồi. Nếu như mà anh bằng lòng đánh thắng được tôi á, thì tôi sẽ bằng lòng đi chơi với anh. Em hứa đó nha. Vô. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em tỉnh dậy rồi hả? Mình đi ăn đi. Khá khen cho anh. À, tán vô mặt tôi đi. À! Tôi chưa chuẩn bị mà. À, tán vô mặt tôi lần nữa đi. À! Ok, thôi được rồi. Tôi phải chuẩn bị tinh thần.